Vậy bây giờ sẽ là vòng 1 nhất đẳng. Xin phép được bắt đầu. Y ơi, tao buồn quá Y ơi. Em Mai quen tao 1 năm mà lỡ lòng nào cắm sừng tao đi yêu thằng Đức. Thằng Đức à? Tao cũng ghét thằng đó lắm. Đấy, nhắc đến thằng Đức là tao lại thấy tức. Hôm đó tao mới hẹn thằng Đức ra để hai thằng nói chuyện cho phải trái. Tao là đâu mà. Vừa thấy thằng Đức, tao đã tiến thẳng tới, chỉ thẳng tay vào mặt nó. Ôi tao không kể nữa đâu. Sao vậy em thế mà? Chỉ tay của hướng này không an toàn cho lắm. Khôn ơi. Nè, ví dụ tao là Đức đi, tao đóng vai Đức cho. Mày làm được không? Tôi không được mày. Mày là Đức nha. Ừ. Vô. Tại sao mày cướp em Mai của tao? Thằng Đức nó mới nói. Nói gì? Em Mai là của tao không phải của mày. Em Mai là của tao không phải của mày. Giọng thằng Đức rất méo. Em Mai là của tao không phải của mày. Nè, không phải 3D. Em Mai là của tao phải của mày. Mày là... Ở sao của tao? Thì cái giờ hôm đó tao đánh thằng Đức như vậy đó. Mày đang là thằng Đức mà. Ừ, kể tiếp đi rồi. Ừ, thằng Đức nó mới tao đánh xong nó té xuống. Vậy là sao? Nó té xuống, nó mới hỏi tao. Tại sao mày lại đánh tao ở thằng kia? Tại sao đánh tao? Tao đâu có để cho nó nói hết câu. Tao phang vào mặt nó liền. Sau đó thằng Đức nó tức quá, nó đánh lại tao mày. À, tới Đức quánh đúng không? Ừ. Rồi mày chết tới tao rồi, Dạ. Quán. Sao vậy? Thằng Đức nó không đánh như mày. Đánh sao? Là tao không biết diễn tả sao cho mày hiểu nữa. Mày qua bên này đi. Tao là thằng Đức cho. Tao tả cho mày hiểu rồi mày làm ha. Thằng Đức nó không dơ cao như này, nó để thấp như vậy nè. Đánh băng lại. À. Hiểu chưa? Qua làm đi. Nhanh lên. Ôi. Yeah. Quá. Cái gì nữa vậy? Chưa? Hiểu rồi. Lướt qua khúc này. Sao vậy? Mày hiểu chưa? Hiểu. Hiểu rồi, lướt qua khúc này. Coi tao bị thằng Đức đánh nha. Tao đau nè. Ai da. Sau đó tao mới hạ thằng Đức một cú. Đốc ao. Hết giờ rồi Thuận ơi. Cảm ơn tiểu phẩm bất chấp thân thể của hai bạn rất là nhiều. Tự tin chưa? Sao mặt buồn vậy? À, em thấy hơi lo về cái phần diễn vừa rồi. Em thấy hơi lo đúng không? Dạ. Nhưng mà em nãy giờ em góp cho chương trình mình rất là nhiều. Thì em chỉnh nhạc chắc chắn là các vị cao thủ sẽ nương tay. Chị không có nương tay đâu. Chị là thẳng tay. Dạ sao chị? Nhưng mà em có chất chị rất thích tiểu phẩm này. Tại vì việc thứ nhất có hình thể. Wow. Việc thứ hai phối hợp tốt. Việc thứ ba thông minh. Em Thuận Ti thông minh. Gom hết về bên phía mình thì còn nói gì nữa. Yeah. Tôi hoàn toàn đồng ý. Mời hay em vô. Hay quá, hay quá. Như vậy là một cánh cửa của bạn đã mở ra. Bây giờ không biết là ý kiến của cao thủ Kim Tử Long như thế nào đây? Anh rất là thích cái giọng của em. Khi em nói ra chữ của em chắc và rõ, làm cho cái người xem hiểu và người ta cảm được và người ta cười được. Thằng Đức nó không dơ cao như này, nó để thấp như vậy nè. Đánh băng lại. À. Đó là cái lợi thế rất lớn của em. Thường nói như vậy là chết mừng nghe gạt thôi. À, nhưng mà từ từ nhanh lâu nha. Vậy bây giờ em muốn nghe ý kiến của đại sư huynh Trung Dân. Dạ xin mời. Chú em này khiêm tốn. Dạ. Thật sự chú em là một cái người có cái tình yêu với cái nghề này. Chú em tranh thủ làm thêm để dễ dàng có cơ hội được đứng trên sân khấu. Đối với tôi là tôi thấy bạn hội đủ hết tất cả những cái điều mà Lò Võ Tiếu Lâm cần, cho nên là tôi sẵn sàng chào đón bạn. Wow, xin chúc mừng. Như vậy là bạn chắc chắn đã được đến với hiệp 2. Chắc chắn là bạn phải đến rồi. Nhưng mà cho tôi được một cái yêu thương bạn bằng cách là tôi vẫn chọn bạn. Chúc mừng em, bạn đã được 3 quyền thu nạp của 3 vị cao thủ. Chắc chắn bạn sẽ đến tiếp hiệp 2. Thì bây giờ không biết là bạn muốn thử sức mình ở hiệp 2 hay không? Được đứng trên sân khấu là với con là rất là vui rồi ạ. Con xin phép được thi tiếp ạ. Wow, rất bản lĩnh, cố lên. Nhưng mà trước khi đến hiệp 2 thì bạn sẽ được những quyền mua bí kíp. Xin mời bạn. Nếu như bạn mua một bí kíp thì bạn sẽ mất đi 500.000 đồng. Và bây giờ sẽ là quyền lựa chọn của bạn. Vòng 2 em xin lựa chọn mua 2 quyền ạ. 2 quyền? Là quyền đạo cụ, trang phục đặc biệt và sử dụng bạn diễn ạ. Quyền đạo cụ, phục trang đặc biệt. Môn sinh sẽ được sử dụng các loại đạo cụ khác nhau và trang phục khác nhau mà không giới hạn số lượng. Môn sinh được sử dụng quyền này xuyên suốt các hiệp thi ngay sau thời điểm mua. Quyền sử dụng bạn diễn, môn sinh được mời thêm một hoặc nhiều diễn viên phụ diễn trong tiểu phẩm dự thi của mình. Môn sinh được sử dụng quyền này xuyên suốt các hiệp thi ngay sau thời điểm mua. Tổng tiền thưởng của bạn là 2 triệu đồng và bạn mua 2 quyền. Chính vậy bây giờ bạn còn 1 triệu đồng. Hiệp 2 Nhị Đẳng với số tiền thưởng lên đến 5 triệu đồng. Thuận ơi, bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã sẵn sàng rồi đúng không? Rồi, phần thi của bạn bắt đầu. Anh ơi, cái gì? Sao nghĩa địa vắng thế? Đông lắm, nhưng mà nhìn không thấy đâu. Hả? Anh ơi, chuyện gì nữa? Nghĩa địa có ma không anh? Nhà mày có người không? Có. Nghĩa địa có ma. Anh ơi, chuyện gì nữa mày hỏi hoài vậy? Đã hai thằng đi vô chợ mộ kiếm vàng rồi, mày làm như đi du lịch vậy? Mày la lớn lên bảo vệ người ta nghe được, hiểu không? Dạ. Nhưng mà anh ơi, em sợ ma. Mày sợ hả? Đi về. Dạ. Nhưng em thích tiền. Mà nè, hôm qua tao nói với mày á, cái dụng cụ đào mộ mày có mang không? Có anh. Tốt lắm, em trai anh rất là tin tưởng mày. Đây anh. Mày điên hả? Đào mộ hay là đi ăn buffet? Để em có biết đâu, đây lần đầu anh rủ em đi đào mộ mà. Bây giờ mày nghe tao, mày ở lại đây. Tao chạy nhà tao lấy cái xẻng. Anh ơi, em sợ ma. Mày sợ ma đúng không? Dạ. Anh chỉ với mày cách bình tĩnh lại. Mỗi lần mày sợ ma á, mày nhìn nè, mày nghĩ đến tiền. Đó, mày cảm thấy sao? Hồ đứa hả anh? Mỗi lần sợ ma mày cứ tiền. Dạ. Tiền. Mày đang đứng trước một con tiền kìa. Cô có đâu anh. Ôi, anh ơi đi lẹ về sớm nha anh. Nhà tao sát nghĩa trang. Tiền. Nãy làm đỡ sợ mà sau giờ càng làm càng sợ thế. Làm gì đỡ sợ nhỉ? Hát bài. Người la ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Mượn rồi tôi... Ngu. Sao lại hát cái bài này? Tí mà có ai la hỏi mượn bờ vai thì chết chứ sống làm sao được. Alo, anh đến chưa? Sao? Một tiếng nữa? Anh đùa em đấy à? Nhà anh ra đấy có 10 phút à? Cái gì? Bố anh lấy xẻng đi trồng cây á? Sao lại trồng cây vào cái giờ này? Thôi được rồi, anh bảo bố anh nhanh lên nhá, chứ không em đây em sợ ma lắm. Dạ. Thế nhá. Lại gọi nữa chi nữa. Không có ai gọi. Hết giờ. Dạ không biết là chị Việt Hương nghĩ như thế nào về tiểu phẩm vừa rồi ạ? Cái kịch này thú vị lắm. Bán cho tôi kịch bản này tôi làm được không? Dạ. Quá trời. Mà tại tôi thích kịch bản này lắm á. Tôi rất thích gì ma chút xíu. Không chừng chị em mình hợp tác, chị lấy kịch bản này chị làm cho em vai. Cho em dạ. Em vai luôn hả? Em đáng xuất sắc. Em xuất sắc luôn. Dâm hồn dắt dưỡng. Trời, đáng lý là cái vai đó của em đó. Nó của em. Dạ. Ừ, mà bây giờ Dương Lâm xinh quá à. Em nói về kinh dị khỏi quá trang. Bây giờ chị suy nghĩ nha, chị coi hai ông anh chị nói gì. Con người này có tố chất làm cho người ta tin. Bạn ấy là một cái người diễn mình có cảm nhận được. Bạn ấy đang ở cái nghĩa địa. Người la ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Mượn rồi tôi... Ngu. Sao lại hát cái bài này? Và tôi không biết hai người như thế nào, nhưng mà đối với cá nhân tôi thì tôi lại thích bạn, cho nên tôi chọn bạn. Cảm ơn Dân rất là nhiều. Anh Long nè, Long đẩy con tay. Suy nghĩ gì mà để tay cưng nè. Mở tiểu phẩm ra là em đang đứng ở ngoài nghĩa địa liền. Chỉ cần giao đãi một cái là khán giả ta biết rồi. Cho con có ý kiến ạ. Rồi, xin mời em. Dạ, đầu tiên con cũng tính với cả các anh trợ diễn của mình ạ, là có nên cắt cái đoạn đó đi không? Thì sau khi mà hội ý và bàn bạc thì thống nhất là không nên cắt, bởi vì là kịch bản này nó dài một chút, nhưng mà tổng thể thì nó mang một cái ý nghĩa, và nếu như cắt cái đoạn đầu đi thì đoạn sau sẽ không còn cái bài học. Em nên nhớ em nên nhớ một điều, chương trình chỉ cho em có 2 phút mà em nói em dàn trải được khúc đầu rồi khúc sau đó. Bây giờ thấy hiệu quả của em chưa? Hậu quả nhưng mà hiệu quả. Không còn giờ nữa thì không tải được phần sau. Nếu anh Long nói vậy hả? Chị cảnh báo em. Hương ơi, em lại làm khó anh hoài. Hương, làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa. Với em bé gái phải người lớn cơ. Với em bé nhỏ đã gặt thấy chưa? Bây giờ anh gặt làm sao đó là quyền của anh. Như vậy quyết định của anh Long là anh rất là muốn em hoàn chỉnh ở trên sân khấu. Nhưng mà cuộc thi vẫn là cuộc thi thôi em à. Xin lỗi. Wow, trời ơi, hết hồn đâu rồi. Em phải diễn nha, em phải diễn tiếp tục cái này cho anh nha. Như vậy là bạn đã có 2 quyền thu nạp. Chính vì vậy bạn đã bước tiếp ở hiệp 3. Bạn có bước tiếp hay không? Suy nghĩ thật kỹ. Em bước tiếp ạ. Bước tiếp. Và bây giờ sẽ là những bí kíp của bạn được mua. Xin mời. Bây giờ hiện tại bạn đang có quyền đạo cụ phục trang đặc biệt và bạn diễn. Ở lần mua này bạn sẽ tốn 1 triệu đồng. Dạ, con mua thêm lượt ạ. Quyền thêm lượt. Môn sinh được quyền biểu diễn một tiểu phẩm dự thi mới hoặc diễn lại tiểu phẩm dự thi cũ. Trong trường hợp tại hiệp thi đó, môn sinh không được các cao thủ gạt cần thu nạp. Môn sinh được sử dụng quyền này 1 lần cho bất kỳ hiệp thi nào ngay sau thời điểm mua. 6 triệu đồng và bạn mua thêm 1 lượt mất 1 triệu đồng. Tổng số tiền còn lại của bạn là 5 triệu đồng. Và hiệp này bạn có quyết định sử dụng bí kíp thêm lượt hay không? Dạ, em quyết định là sử dụng bí kíp ạ. Và hiệp 3 tam đẳng, số tiền thưởng của bạn lên đến 10 triệu đồng. Hãy tập trung và chiến thắng. Xin mời. Trời ơi, đã nói là không có gọi nữa mà. Không có ai gọi. Alo. Hả? Nhà ai nấy hưởng, không cần bố thí. Chú ơi, nãy chú vừa nói gì đấy chú? Nhà ai nấy hưởng, không cần bố thí. Chú cho con hỏi ngu một câu là chú là người, chú là ma? Thằng này nói dở. Mày là người hay là ma? Con là người. Tao là ma. Mày làm gì vậy? Con là ma, con vất vưởng. Ma vất vưởng. Tao là ma vất vưởng nè. Tao giống như mày. Mày là người. Dạ vâng, con là người ạ. Mày vô đây làm gì? Là con chót dại con vào đây để con trộm mộ kiếm vàng ạ. Là con xin lỗi bác, con về ngay ạ. Đúng lại. Mấy anh em này nói mấy bữa nay buồn quá. Kêu mày làm gì vui vui làm đi. Ở đây đông lắm mà chú. Ừ, đông lắm. Sao con không nhìn thấy? Tao mới chết mày mới thấy tao. Mấy người ở đây chết lâu rồi, level người ta cao lắm mày không thấy được đâu. Giờ làm gì vui vui đi. Làm gì vui ta? Ừ, làm gì vui. Nhưng mà đông thế nào hả chú? Chẳng hạn nè, kế bên tao nè là anh Năm. Chào anh Năm đi. Là con chào chú Năm. Kế bên anh Năm là chú Sáu. Là con chào chú Sáu. Kế bên chú Sáu là chú Bảy. Dạ con chào chú Bảy. Kế bên chú Bảy là chú Như. Hả? Thì chú lộn, chú Tám. Dạ con chào chú Tám. Ừ, làm gì vui vui đi. Làm cái gì vui? Làm cái gì vui ta chú? Mày đang đạp lên tay của cô ba đó. Chú cô ba, con xin lỗi cô ba. Con xin lỗi cô ba. Mày đang quỳ lên người của cô Út đó. Con xin lỗi cô Út nha. Cô ơi, cô ra chỗ khác tập yoga đi, cỏ đây dơ lắm. Cô Út nói mày múa yoga cho cô Út coi đi. Múa yoga hả? Ừ. Mày đang kẹp đầu cô Út đó. Cô Út đây, cô rút đầu cô ra đi. Dạ cô Út. À, mày no mày rồi. Cô Út dặn mày rồi. Cô Út kêu bà con cô bác lại bao dây mày đó. Con xin lỗi cô Út, con xin lỗi bà con cô Út, con xin lỗi cô Út bà con cô Út. Thằng này nói gì cũng tin. Hả? Chú nói gì vậy chú? Tao nói mày dễ dụ quá. Hả? Là sao? Tao là người. Chú là người? Ừ, tao là bảo vệ nghĩa trang này nè. Sao nãy giờ con cứ tưởng chú là ma không á? Bây giờ người ma lẫn lộn. Chẳng hạn như con nè. Dạ. Con là người. Tâm của con á là tâm ma, tâm quỷ. Chẳng khác nào là ma quỷ. Sao chú nói đúng mà. Dạ, con xin nghe chú. Ừ, con sẽ bỏ nghề này ạ. Dạ. Nghe lời của ta. Dạ. Kiếm công việc gì lương thiện mà làm. Dạ vâng ạ. Đào mộ là thất đức lắm nha con. Dạ con biết rồi chú. Ta đi nha. Dạ. Trời ơi, may quá chú. Anh, cái xẻng đâu anh? Bố anh chưa trồng cây xong à? Tụi anh ơi, mình làm cái này thất đức mình đi về đi anh. Đưa dùm cái xác tao về. Giỡn à. Hết giờ Thuận ơi. Nó nghe nè, nghe cái khúc này ngắn lại đi. Cô 6, cô 7 tới chủ nhật được rồi. Chào từ cô 2 luôn, nó dài ơi là dài. Do con làm nốt cái ao mặc dù. Xin miếng được cho miếng không chị Hương? Cho đi, cho cái ao đi, cái vụ gì lại nha. Anh cứ làm đủ rồi chưa? Nói rõ ràng lên coi. Dạ. Trời ơi, may quá. Chú bảo vệ là người không phải ma. Thôi đi về. Anh, cái xẻng đâu anh? Bố anh chưa trồng cây xong mà. Thôi anh ơi, anh em nói này, bây giờ anh em mình đừng có làm cái nghề này nữa, thất đức lắm. Mình còn khỏe mạnh mà, về kiếm cái gì mà làm đi anh. Về đi anh. Đưa giùm tao về. Thôi, nhà ai nấy về đi anh. Đưa giùm cái xác tao về. Giỡn à? Không giỡn không vui nha. Lúc nãy quay lại đây, tao bị tai nạn. Mày nói đúng, tâm ma thì trước sau gì cũng thành ma, quả báo. Trời ơi, đúng là người ma lẫn lộn mà. Nói chung là cái càng sợ quá, không có thấy vui. Rồi, mà sao này có mua kịch bản không? Mua. Mua vẫn mua. Có nghĩa là nó có hồi hộp, dạ. Nó có hay, nhưng mà nó không có vui. Đó, lạ vậy đó. Rồi sao? Bây giờ sao trời? Rồi, không vui rồi. Rồi có chọn hay không? Không biết nữa, bây giờ cho chị suy nghĩ nha. Nói chung là chị khen ba đứa diễn rất là tốt, bình tĩnh đàn ông. Anh Dân, anh thấy sao anh Dân? Cái này là cái lạ, màu sắc, có câu chuyện ý nghĩa, một bài học rõ ràng. Tôi... sẽ cho bạn một cơ hội. Trời biết đâu ơi, tôi sẽ gặp ma thiệt rồi sao? Dạ. Bây giờ sẽ là ý kiến của anh Kim Tử Long. Tôi rất là thích, nhưng mà quả thật là Lò Võ Tiếu Lâm là phải làm cái gì đó cười. Dạ. Tôi khác ý kiến anh Trung Dân một chút. Mong rằng là những gì mà tôi quyết định đây là em sẽ hiểu cho tôi nha. Dạ, bây giờ là quyết định của anh. Như vậy là anh Kim Tử Long quyết định không thu nạp bằng Thuận. Vậy bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng của bạn. Nếu mà em có sự thành công thì em phải cảm ơn hai người hỗ trợ bạn hôm nay. Dạ. Có một cái nét diễn rất là văn minh. Thì tôi nghĩ tôi cho bạn cơ hội. Dạ, chúc mừng bạn. Như vậy là chị Việt Hương đã quyết định thu nạp bạn. Vậy bây giờ bạn đã có 2 quyền thu nạp. Tổng tiền hiện tại của bạn là 15 triệu đồng. Bạn có muốn bước tiếp vào hiệp 4 hay không? Dạ em muốn ạ. Tự tin hay không? Dạ hơi lo. Hơi lo đúng không? Nhưng mà lỡ rồi, cố lên. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với những bí kíp của hiệp 4. Xin mời. Nếu như bạn mua một bí kíp ở vòng này thì bạn sẽ mất 2 triệu đồng. Bây giờ bạn có thêm một bí kíp mới là mời thêm một đại cao thủ. Một trong 3 vị cao thủ kia bạn có quyền. Dạ. Mời họ hỗ trợ mình. Bạn bỏ ra 2 triệu. Dạ. Bạn có thể mua Trung Dân, Việt Hương hoặc Kim Tử Long. Mà tôi báo cho bạn biết là nãy tôi rất thích kịch bản ma của bạn. Vậy bây giờ sẽ là quyết định của bạn. Em xin phép được mời một đại cao thủ ạ. Wow. Như vậy mà bạn đã quyết định mời một đại cao thủ. Quyền mời một đại cao thủ. Môn xin được quyền mời một trong 3 cao thủ lên hỗ trợ cho tiểu phẩm dự thi của mình. Ý tưởng của tiểu phẩm dự thi này được môn sinh tự chuẩn bị. Môn sinh được sử dụng quyền này một lần cho bất kỳ hiệp thi nào ngay sau thời điểm mua. Hiện tại số tiền của bạn là 15 triệu đồng. Mà bạn mời một đại cao thủ mất 2 triệu đồng. Như vậy bạn còn 13 triệu đồng. Không biết trong 3 vị cao thủ kia bạn muốn mời vị nào để lên hỗ trợ tiểu phẩm của mình? Dạ, con xin mời cô Việt Hương ạ. Để cho con hội ý một xíu. Hội ý hả? Dạ. Hai đứa mình đúng không? Đi xuống đây con. Và bây giờ bạn Đức Thuận sẽ có vài phút sẽ hội ý cùng cao thủ Việt Hương để đến với hiệp 4. Phần thi này sẽ hấp dẫn như thế nào? Chúng ta cùng chờ đợi nhé. Anh ơi thôi. Con nói, em có biết là ở bên dưới đó anh ơi, thôi người mất thì cũng đã mất rồi. Em đốt nhà sao em không đốt sổ đỏ cho anh? Dạ. Sổ đỏ. Dạ. Cái tờ nhà. Dạ. Thế rồi game này không có bán. Anh đăng nhập wifi bên dưới dùm anh. Thì cô này có tên wifi thì có thể là điện Diêm La. Mật khẩu anh là 18.1. Dìu cô lên đi con. Wow. Trước tiên là Việt Hương xin phép hai ông anh lên sân khấu với lại bạn diễn em là Thuận luôn. Dạ vâng ạ. Với một cái vai trò là hỗ trợ, còn tạo tiếng cười là do Thuận, để mà Thuận lấy điểm của hai vị giám khảo. Đình Thuận ơi, em sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Và bây giờ 4 phút với sự hỗ trợ của cao thủ Việt Hương. Số tiền thưởng lên đến 25 triệu đồng. Bắt đầu. Dạ. Ê, vô. Thầy ơi. Sao con? Dạ con nghe người ta giới thiệu của thầy là chỗ này thầy là thầy pháp sư hả thầy? Đúng rồi. Dạ thầy ơi, thầy làm ơn thầy coi giùm con, biết tại sao mà con ế quá thầy ơi. Hôm nay con 29-30 tuổi mà con vẫn ế. Con ế? Dạ. Bởi vì bây giờ con đang có duyên âm đi theo. Hả? Và cái vong đó đang đứng ngay đằng sau con. Trời đất ơi, ai đằng sau con vậy? Ai vậy? Ai vậy thầy? Con không nhìn thấy được đâu. Không thấy được? Chính xác, chỉ có ta mới thấy được thôi. Trời ơi, nó nhảy như trâu vô hút vậy đó thầy. Trời ơi, vậy mà không thấy, con mới thấy một cái vòng máu đỏ đi ngang thấy ghê lắm thầy ơi. Vòng đó nhà thầy không phải nhà con. À, vòng đó của nhà thầy. Thầy ơi, thầy phải chuyển cái vòng đó liền ra thầy ơi. Đánh bả mấy lần không được. Đánh bả mấy lần không được cái vòng đó thầy. Đúng rồi. Trời ơi, cái vòng nó nói nhiều lắm. Thầy còn sống là mừng đó thầy. Thầy ơi, nhưng mà thầy coi giùm con là cái vòng nào sau lưng con đi theo con vậy thầy? Vòng đó chính là vòng bạn trai cũ của con. Trời ơi, anh Long ơi, anh Long, anh chết rồi. Anh chết rồi, anh theo em chi vậy anh Kim Tử Long ơi. Rồi. Dạ. Bây giờ đến đây vào mục đích chính. Dạ. Thầy ơi thầy, không mấy giờ thầy kêu anh Long á nhập vô người thầy, rồi nói cho con biết á là ảnh muốn cái gì để ảnh đừng theo con nữa được không thầy? Được. Dạ. Bây giờ ta sẽ làm lễ để cho Kim Tử Long nhập vào thân xác của ta. Dạ. Cho con từ từ mà thương lượng. Dạ. Dạ đội ơn thầy. Ta làm lễ đây. Dạ. Làm lễ thầy ơi, mình có 4 phút mà thầy ơi. Cái gì vậy thầy? Mani bát đi hồng à. Người thì vẫn ở đấy, người thì cách văn dặm ngàn mấy, không say không về. Không về con. Không về hả? Thầy ơi thầy, tại vì thầy người. Nó bảo không say không về tức là con phải cúng rượu. À thầy ở đây, nãy ở đây chai rượu rồi thầy ơi. Thầy ơi, với lại bồ cũ của con á, ảnh thích hát cải lương lắm. Thầy hát câu cải lương thế nào anh cũng về à? Đấy là ông ấy hát thôi, thầy không hát được. Thầy hát ông nhập vô thầy. Lúc nào ông nhập thì ông ấy hát. Mani body hồng à. Chưa nhập. Tiền khó kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi này duy mạnh nhập. Tay không trắng này duy mạnh nhập mà thầy ơi. Thầy ơi thầy lỗi rồi thầy. Nó nhập đấy. Nó bảo là về không tức là không về. Phải về chứ thầy. Ý nó là con phải cúng tiền cho nó. Cúng tiền, con có tiền luôn thầy ơi. Dạ nhiêu đi được không thầy? Chắc cũng đủ về mấy phút. Dạ. Mani bát hồng. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua. Đúng rồi anh Long nè. Anh Long nói em. Anh hát nhạc này đúng rồi. Thành kỷ niệm. Dạ. Hương, sao bây giờ em mới chịu triệu ông anh về? Anh nói giọng nam được không? Chứ anh Long của em nói giọng nam chứ không phải giọng Bắc. Anh nói giọng Bắc mà em vẫn nhận ra là được rồi. Hả? Anh Long, em có biết là ở dưới đó anh cô đơn lạnh lẽo, anh nhớ em nhiều thế nào không Hương? Dạ. Vậy hả? Anh ơi, anh nhớ em sao anh không ôm em anh? Ôm em chắc em bị ăn thát quá. Không, ôm đi anh. Phải ôm em chứ, em 30 tuổi rồi, em ế lắm. Thôi dẹp đi, anh cần tìm duyên ân kìa. À vậy hả? Anh đi theo em là chỉ muốn em làm cái điều mà anh cần thiết. Anh được rồi anh sẽ đi. Dạ, anh muốn em làm gì? Họ chê anh nghèo. Ủa em có đốt nhà đốt xe cho anh mà anh. Em đốt nhà mà em không đốt sổ đỏ. Em đốt xe mà em không đốt xăng. Trời đất ơi, làm sao mà anh chạy? Ở trên đây nó bán nhà, nó không có bán thiệt bởi mấy người bán với tiền vàng bạc không chịu bán sổ đỏ. Chạy rồi mà đến lúc mà anh thấy bạn bè anh à, cầm điện thoại ra tìm bạn quanh đây. Em có đốt điện thoại cho anh mà. Em đâu có đốt sim. Trời đất ơi, bây giờ làm sao giờ anh? Em đốt cái điện thoại mới đi, vẽ cái sim vào. Vẽ cái sim? Tiện vẽ thêm mấy cái vạch sóng wifi nữa. À có dễ wifi luôn hả anh? Đăng nhập wifi bên dưới dùm anh. Đăng nhập wifi, ghi gì anh? Tên mật khẩu. Tên mật khẩu. Tên. Điện Diêm La. Điện Diêm La. Mật khẩu. 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục. Hương, cái gì vậy? Trước khi anh đi em có thể cho anh được hôn em lần cuối không Hương? Trời ơi. Anh hôn em hả? Anh hôn em. Được không Hương? Dạ. Hương. Cái gì? Hết giờ, hết giờ chị. Rồi em chạy lên không kịp là chết luôn rồi. Dạ. Tém nó là được rồi. Một trào tay cho sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của cao thủ Việt Hương. Dạ xin mời chị về vị trí của mình. Trời ơi ga lăng quá. Trời ơi. Đó em ga lăng hết hồn luôn. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với phần nhận xét của đại sư huynh Trung Dân. Tôi nghĩ một cái hướng khác, mượn Việt Hương lên để giải quyết một cái gì đó mâu thuẫn mà cô này phải chấp nhận trong cái ngữ cảnh này thì nó sẽ hay hơn. Còn cái chuyện mà lên để gặp người yêu này kia đâu, nó ít có xung đột. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy bạn duyên dáng. Cá nhân tôi thích bạn. Wow. Cảm ơn tình yêu mến của đại sư huynh Trung Dân dành cho bạn. Bất kể em diễn với ai, khi bước lên sân khấu như nhau. Chị ở ngoài đời có là chị hoặc cô, nhưng bước lên sân khấu chị cái vai này là phải chị phải dưới màu em, thì em phải diễn cho ra cái đó. Em là ông thầy Pháp, em nhìn là chị phải sợ. Chị tới chị phải xí xoa, thầy ơi thầy cứu con, thầy thầy tha. Thì em phải cho chị được cái thần thái đó. Cho nên chị sẽ để cái khó khăn nhất qua cho anh Long. Chị cảnh báo em. Wow. Về sự đầu tư kịch bản của em á, anh rất là trân trọng. Dạ. Nhưng cái diễn xuất của em trên khuôn mặt á, em còn thiếu. Dạ. Cái điểm trừ là bạn đó không làm cho em run sợ, nhưng bù lại đứng bên cạnh em bạn đó không run sợ, anh phải cho điểm cộng. Bạn vẫn bung miếng được. Vong đó nhà thầy không phải nhà con. À vong đó của nhà thầy. Thầy ơi thầy phải chuyển cái vong đó liền ra thầy ơi. Đánh bả mấy lần không được. Đánh bả mấy lần không được cái vong đó thầy. Đúng rồi. Trời ơi cái vong nó nói nhiều lắm. Thầy còn sống là mừng đó thầy. Vẫn đúng, làm cho người khác cười. Em đứng bên cạnh một cây đại thụ của làng hài mà em vẫn diễn được như vậy thì anh cũng khâm phục. Anh chọn em. Wow. Như vậy là bạn đã có 2 quyền thu nạp. Không biết là bạn có muốn tiếp tục đến với hiệp 5 hay không? Con xin phép là... về nhà để suy nghĩ kịch bản. Về bao nhiêu tiền nè MC? Trải qua vòng 4 thì bạn có tổng số tiền là 38 triệu đồng. Bạn dừng cuộc chơi, chính vì vậy số tiền sẽ còn 50%. Đó chính là 19 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chúc mừng. Đây là phần thưởng mà mình vừa được sau 4 vòng thi của chương trình Lò Võ Tiếu Lâm. Bây giờ mình vẫn còn hơi run và hơi hồi hộp một chút xíu. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình được đứng trên một sân khấu lớn như thế này, một chương trình rất là lớn. Và mình cảm thấy là hôm nay mình vẫn chưa có thể là bung hết cái khả năng của mình ra. Mình nhất định sẽ luyện tập, trau dồi bản thân hơn nữa, cố gắng chiến đấu hết mình. Mọi người ủng hộ mình nha.